Em chào tất cả quý khách hàng đến kênh Isuzu Club của em ha. Hiện tại là ngày 31 tháng 12 là ngày cuối năm. Thì bữa nay em không có quay xe nhiều mà em chỉ quay cái không gian hiện tại của Isuzu Lộc Phát tại Biên Hòa Đồng Nai ha. Hiện tại thì bên em cũng dần hết xe rồi, không có còn nhiều xe như cái đợt mà đầu tháng ha. Tại vì cái chương trình của mình là đến ngày 31 tháng 12, như coi như là hôm nay là ngày cuối nè, hôm nay là ngày hết chương trình khuyến mãi, cho nên bên em cũng đem mấy cái xe này bán hết cho quý khách hàng rồi. À, đầu tháng 1 2022 thì bên em mới bắt đầu là nhập một cái lô xe mới về, và những xe này thì chuẩn bị giao cho khách ha, chuẩn bị giao cho khách hết rồi đó. Ở qua đây giao cho khách hết đây. Con xe này thì cũng mới đăng kiểm về. À, và sang đầu năm 2022 cũng giao cho khách luôn đây. 69866 ha, con này cũng chuẩn bị giao. Và mấy con xe tải này ha, bên em cũng giao luôn đây. Đi về Lộc Phát ha. Đây, nói chung là cái không xe thì bên em không còn nhiều xe nữa đâu, tại vì cuối năm rồi thì em cũng báo giá sơ sơ thôi. Ba cái xe, vài còn vài ba xe, ví dụ như quý khách hàng nào mua thì em có thể để cho quý khách hàng một cái giá tốt ha. Thì như con này số sạc khoảng là 580 triệu số sạc ha. Đó, số sạc màu cam nha. Đây đó, bên em còn vài xe của năm 2021 chuẩn bị sang năm 2022 rồi. Cho nên mà quý khách hàng nào mua thì cứ alo cho em ha, qua số 0349311440. Con này số sàn nha, số sàn. Bữa nay không có quay xe nhiều đâu, cho nên em chỉ quay những cái loạt xe mà còn tại showroom vài xe, bán cái giá tốt cho quý khách hàng ha. Đây, số sàn nè. Đó, đã lỗ cuối năm còn nhiều vài xe thì bán nè, chứ mấy xe này cả biển số hết rồi. Xe này thì em cũng chuẩn bị giao luôn, có biển số luôn nè. Đó, đây số sàn nè, con này cũng còn hai con màu cam. Thì quý khách hàng nào mua thì cứ alo cho em qua số 0349111440. Đó, nói chung là xung quanh hiện tại thì không còn xe nhiều đâu, bên em hết xe rồi. Nhưng mà quý khách hàng qua năm mua xe thì chắc đặt xe thì cũng hơi lâu một tí, thì có thể là 5-10 bữa thì mới có xe ha. Đó, bây giờ cái không gian xe của bên em thì xe mới thì không còn nhiều đâu, thì khách hàng cũng cái chương trình thì 31 tháng 12 này hết, thì tháng 1 thì cũng sắp hết, bắt đầu một cái chương trình mới. Thì khi nào có chương trình mới em sẽ thông báo trên cái kênh YouTube này ha. Con này thì em chuẩn bị cho về thành phố nè. Đây, con này về Tây Ninh đó. Xung quanh thì hết xe rồi, không còn xe nữa đâu ha. Đây, trống trải. Bên trong kia thì cũng chuẩn bị giao khách, không còn nhiều xe cuối năm. Nói chung là còn hai con màu cam, còn hai con màu cam ha, còn hai con màu cam, đúng còn hai con màu cam luôn. Thì hôm nay xe cộ thì bên em cũng sắp đẩy hết rồi, tại vì chương trình khá là tốt, có những khách hàng người ta cứ dây dưa chờ chương trình, nhưng mà thật chất là chương trình hiện tại đang rất là tốt cho khách hàng nha. Đó, xe giá tốt mà, nên chương trình tốt, nhưng mà ai nắm bắt trong thời điểm này thì sẽ có một cái giá tốt. Và chương trình thì hết rồi, sang tháng 1 sẽ có một cái chương trình mới, mà em nghĩ cái chương trình mới thì cũng không bằng cái chương trình mà hiện tại bây giờ ha. Đó, đây số sàn đó ha, hai con một cam. Nếu khách hàng nào lấy thì cứ alo cho em qua số 0349111440 ha. Rồi, em kết thúc video tại đây. Nếu mà quý khách hàng nào có quan tâm và tham khảo cái dòng xe Isuzu D-Max và chốt hai con này thì
cứ alo cho em qua số 0349 311 40 thì em sẽ báo cho quý khách hàng một cái giá tốt nhất ha. Rồi em kết thúc video tại đây, cảm ơn tất cả quý khách hàng đã quan tâm. Nếu mà được thì cho em một lượt đăng ký kênh, một lượt like kênh ha, một lượt like kênh. Rồi em kết thúc video tại đây.